công khai tin bắt Phạm Thái Hà, Tô Quyết kết liễu sự nghiệp chính trị của họ Vương. Vào ngày 24 tháng 4, báo chí đồng loạt đưa tin trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà bị bắt. Đây là thông tin chính thức từ báo chí nhà nước Việt Nam. Trước đó, tin đồn ông Phạm Thái Hà bị bắt đã xuất hiện ngay cả khi ông Vương Đình Huệ vừa trở về trong chuyến thăm Trung Quốc dài ngày. Ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội, được xem là tay hòm chìa khóa của ông Vương Đình Huệ suốt 20 năm qua, từ khi ông Huệ còn làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Thông tin nội bộ cho biết, ông Hà vừa là người kết nối giữa các lãnh đạo địa phương với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, vừa là người lấy dự án trao vào tay Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An. Ngoài ra, thông tin nội bộ cũng cho biết thêm, Phạm Thái Hà nhận hối lộ lên đến 2.000 tỷ đồng từ các dự án cao tốc và các công trình ven biển. Công khai thông tin bắt Phạm Thái Hà, Tô Lâm quyết kết liễu sự nghiệp chính trị của ông Vương Đình Huệ. Ông Hà bị bắt với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để mà trục lợi theo khoản 4 điều 358 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Chức vụ của ông Hà không đủ quyền lực để các nhà thầu trao đến 2.000 tỷ đồng. Như vậy, việc ông Hà lợi dụng chức vụ quyền hạn có thể hiểu được là lợi dụng chức vụ và quyền hạn của sếp của ông. Một khi đã công khai thông tin bị bắt trợ lý Chủ tịch Quốc hội lên trên báo chí của nhà nước thì xem như Tô Lâm đã quyết kết liễu sự nghiệp chính trị của Vương Đình Huệ cho bằng được. Nguồn tin cho biết thêm, lá đơn từ chức của ông Huệ vẫn còn nằm ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chưa đưa ra Bộ Chính trị và Trung ương Đảng. Ông Huệ đã làm mọi cách để mà lá đơn này không nằm trong chương trình nghị sự của Bộ Chính trị, mục đích là câu giờ đã cầu cứu Bắc Triều và ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng Tô Lâm cũng không phải tay vừa. Để vô hiệu hóa chiêu trò câu giờ của Vương Đình Huệ, ông Tô Lâm cho công khai thông tin đến báo chí bắt Phạm Thái Hà. Nếu thông tin này chưa công bố, có thể sẽ có một thế lực nào đó nhảy vào can thiệp, buộc Tô Lâm phải thả Phạm Thái Hà. Tuy nhiên, một khi thông tin đã công khai trước công luận, thì như ly nước thất ra đất không thể hốt lại cho được. Một nhà phân tích giấu tên đánh giá, tình trạng của ông Huệ là không thể đảo ngược, bởi Tô Lâm đã chuẩn bị rất kỹ mọi tình huống, trong đó có cả phương án B, phương án C. Nếu ông Huệ vẫn cứng đầu, Tô Lâm sẽ cho bắt tiếp những sân sau khác, khiến cho ông Huệ phải thua cuộc một cách đau đớn và nhục nhã. Một số cái tên đã được tung ra đó là Bùi Tố Minh, tức Đại gia Minh Nhựa, là chủ doanh nghiệp trong ngành sản xuất nhựa, có trụ sở tại Long Biên, Hà Nội. Sân sau của Vương Đình Huệ không chỉ có Thuận An, cho nên ông Huệ càng cứng đầu thì chỉ càng tạo điều kiện cho Tô Lâm thể hiện sức mạnh. Lúc đó Tô Lâm có cơ hội để mà răn đe tất cả những ai muốn đối đầu với thế lực họ Tô. Vương Đình Huệ đang bị Tô Lâm vây gần như không còn đường thoát. Hiện nay Tô Lâm đang ở thế thắng như trẻ tre, với công cụ là các hồ sơ đen được Tô Lâm sử dụng để đánh bật các sân sau của đối thủ. Rồi sau khi lôi kẻ chủ mưu xuống ghế đang thể hiện tính hiệu quả của nó. Đã có văn thưởng ngã ngựa và sắp tới sẽ có Vương Đình Huệ. Chỉ trong vòng hơn một tháng, Tô Lâm đánh gãy hai ghế trụ của tứ trụ triều đình. Chưa có ai làm được như thế và cũng chưa có ai làm nhanh như thế. Trong lịch sử của Đảng, ngay cả ông Trọng ở thời Hoàng Kim Nhất. Vào ngày 20 tháng 4, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi thông báo về việc triệu tập kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tới các đại biểu Quốc hội. Theo thông báo, kỳ họp này sẽ khai mạc vào 20 tháng 5, dự kiến bế mạc vào ngày 28 tháng 6. Theo thông lệ, nếu có sự thay đổi về nhân sự thì trước khi họp Quốc hội, Trung ương 9 phải họp để chốt hạ các vị trí quyền lực, kể cả vị trí đang bỏ trống và vị trí sẽ bị trống. Như vậy, ông Huệ chỉ còn thời gian có 3 tuần để cố vùng vẫy, rồi mọi chuyện phải rõ trắng đen với Tô Lâm. Quý vị và các bạn phải theo dõi trên truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin công khai tin bắt Phạm Thái Hà, Tô Lâm quyết kết liễu sự nghiệp chính trị của ông họ Vương. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d. Quá nhanh, quá nguy hiểm, toàn bộ hệ thống công quyền tê liệt,
kinh tế đình trệ. Đánh gục Võ Văn Thưởng xong, ghế chủ tịch nước chưa kịp chám thì Tô Lâm lại đánh tiếp Vương Đình Huệ. Hiện Tô Lâm đã buộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương ép Vương Đình Huệ phải nhận tội. Tuy nhiên, thông tin cho biết Vương Đình Huệ đã phản ứng mạnh mẽ, chống đối quyết liệt chứ không ngoan ngoãn như Võ Văn Thưởng. Huệ Vương đang cố tìm mọi cách để vụ việc không đưa ra Bộ Chính trị. Với 63 Giám đốc Công an tỉnh được Tô Lâm bổ nhiệm là 63 tai mắt của Tô Lâm để thu thập hết những dây mơ rễ má của đối thủ và tung đòn khi cần. Lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Phúc, Lâm Đồng và Quảng Ngãi đã bị ông Tô cho đánh úp khi đang tại chức, cho nên ở các tỉnh đang có hiện tượng quan chức cấp tỉnh đình công ngầm, tức là ỷ ra, không làm việc, không ký tá hay triển khai dự án công, bởi họ sợ tay chân của Tô Lâm ập tới bất kỳ lúc nào. Bởi đang trong cao trào của thời kỳ đấu đá nội bộ khốc liệt, chỉ một hành động thiếu suy nghĩ là có thể rơi vào cạm bẫy của Tô Lâm. Ghế chủ tịch nước chưa có chủ mà Tô Lâm đã cho đánh tiếp chủ tịch Quốc hội rồi. Từ nay đến đại hội 14 còn chưa đầy 20 tháng, đây sẽ là thời kỳ tồi tệ khi mà kinh tế Việt Nam đã suy thoái suốt hơn 2 năm qua lại tiếp tục rơi vào tình trạng đình trệ hơn. Các dự án công triển khai rất chậm bởi quan chức e ngại không dám nhận tiền bôi trơn, hối lộ hoặc lại quả, mà khi quan chức ngần ngại không nhận tiền thì không phê duyệt được dự án, do đó các dự án rất khó triển khai. Văn hóa hối lộ, kê khai và lại quả từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu với mọi dự án sử dụng vốn từ ngân sách. Quốc gia nào cũng vậy, để điều hành nền kinh tế có hai chính sách lớn, đó là chính sách tài khóa do chính phủ triển khai và chính sách tiền tệ do Ngân hàng Trung ương triển khai. Ở Việt Nam hiện nay, chính sách tài khóa đang không được như mong đợi bởi nguồn vốn đầu tư bị tắc nghẽn nghiêm trọng khắp nơi. Trước đây, các dự án đầu tư công thường bị chậm vì thủ tục dườm già, các quy định của lập pháp đá nhau. Nhưng hiện nay, ngoài lý do trên, các dự án còn bị trì trệ do có thêm sự đình công ngầm của các quan chức địa phương và các bộ ngành trung ương. Hiện nay, một loạt dự án công có thể trở thành một cái bẫy, những người có liên quan rất dễ bị đưa vào tù. Thông thường các dự án đầu tư công là một trong những cách mà chính phủ sử dụng để mà kích cầu nền kinh tế. Việc triển khai các dự án sẽ giải quyết được một lượng lớn lao động, mang lại hợp đồng cho nhà thầu, từ đó kéo theo các ngành kinh tế khác cũng phát triển và khởi sắc. Nhưng một khi các dự án đầu tư công bị tắc nghẽn thì nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng theo, đó là điều tất yếu. Chỉ trong vòng hơn một năm, năm lãnh đạo cao nhất của Đảng đã rụng hết 3 người. Việc đấu đá ở cung đình khiến cho các quan chức trung ương không còn tâm trí, sức lực để nghiên cứu các chính sách phù hợp cứu vãn nền kinh tế. Họ chỉ tập trung vào chuyện đánh đá và đỡ đòn của nhau, bởi điều này quyết định sinh mệnh chính trị của họ. Cho nên, dù quan chức có đề xuất một vài chính sách, thì đấy cũng không phải là những chính sách có chất lượng. Thêm nữa, việc có quá nhiều quan chức ở địa phương bị cầm tù khiến cho những người chưa bị lộ phải thận trọng hơn trước rất nhiều. Cho nên, thứ văn hóa đấu đá này mang lại cái hại kép cho nền kinh tế. Chính sách vừa không có chất lượng và việc triển khai lại khó khăn. Mỗi nhiệm kỳ 5 năm thì nửa đầu nhiệm kỳ tạm ổn, nửa sau nhiệm kỳ nền kinh tế luôn có nguy cơ tê liệt vì giới lãnh đạo trung ương còn bận đấu đá, cứ như thế chu kỳ này lặp đi lặp lại. Trước đây khoảng một năm trước khi diễn ra đại hội Đảng, chính là lúc các bên xỏ găng lên sàn đấu. Nhưng càng về sau, thời gian đấu đá càng dài ra. Ở nhiệm kỳ khóa 13 này chỉ mới bước qua năm thứ 3 thì các bên đã tranh thủ đánh nhau, càng về sau càng khốc liệt. Đấy là dấu hiệu của một chế độ thối nát, mục ruỗng. Từ trung ương đến địa phương chỉ biết tranh giành quyền lực và quyền lợi mà không màng đến trách nhiệm quản lý đất nước. Tương lai của người dân Việt Nam sẽ rất khốn khổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô quá nhanh, quá nguy hiểm, toàn bộ hệ thống công quyền tê liệt, kinh tế đình trệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.